Ngày 19 tháng 8, Công an quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng cho biết đang tập trung điều tra vụ việc nhóm bông hồng đen cho tiền tự ý tổ chức lấy mẫu xét nghiệm của học sinh khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Bước đầu khi làm việc với cơ quan điều tra, nhóm người này không xuất trình được giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức lấy mẫu máu của học sinh để xét nghiệm. Trước đó, ngày 18 tháng 8, nhiều phụ huynh trên địa bàn phường Hải Sơn phản ảnh về việc một nhóm 5 đến 6 người đến địa bàn phường thuê nhà tại tổ dân phố Đoàn Kết để lập điểm lấy mẫu xét nghiệm của học sinh, không rõ mục đích và cũng không thông qua phụ huynh hay nhà trường và chính quyền địa phương. Mỗi cháu khi đến để cho những người này lấy mẫu xét nghiệm sẽ được bồi dưỡng 100.000 đồng. Ngoài ra, cháu nào giới thiệu được thêm bạn mới sẽ được cho thêm 25.000 đồng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân phường Hải Sơn đã thành lập đoàn kiểm tra và xác định những người này thuộc nhóm bông hồng đen là thành viên của câu lạc bộ những người có H. Nhóm này do bà Đinh Thị Úc, 52 tuổi, trú tổ dân phố số 2, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn làm trưởng nhóm và thuê nhà số 44 Nguyễn Hữu Cầu để làm văn phòng. Giải trình với đoàn kiểm tra, bà Úc cho biết, nhóm của mình thuộc một tổ chức phi chính phủ được thành lập với chức năng, nhiệm vụ là thông tin, tuyên truyền, tư vấn nhằm ngăn chặn lây nhiễm HIV/AIDS trong nhóm sử dụng ma túy, các vấn đề về sức khỏe sinh sản trong độ tuổi từ 16 đến 24. Thời gian qua, nhóm đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm của hơn 400 học sinh, chủ yếu là học sinh trung học cơ sở trên địa bàn huyện Kiến Thụ, quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng mà không thông qua ban giám hiệu trường, chính quyền địa phương, các bậc cha mẹ. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lưu Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Sơn cho biết, tại buổi làm việc thì nhóm bông hồng đen chưa cung cấp được đầy đủ hồ sơ pháp lý về việc tổ chức hoạt động theo quy định. Tổ công tác của Ủy ban Nhân dân phường đã tạm dừng hoạt động của nhóm bông hồng đen trên địa bàn, yêu cầu nhóm cung cấp hồ sơ pháp lý về việc tổ chức hoạt động theo quy định.